Đặc biệt mọi người mình ở đây mình luôn luôn tìm hiểu cái loại cây này nè mọi người. Mình chưa biết tên nó thì mình chỉ biết tên của nó gọi là cây ngải gắn cắn thôi mọi người. Cây này thì nó có công dụng trị gắn cắn mọi người. Thì mình được người bạn cũng trên YouTube á tặng mình nè. Mọi người nếu mà mình thì mình đang tìm hiểu về loại cây này, mình không biết tên nó, mình chắc chắn rằng nó sẽ có một cái tên rất là đẹp mọi người. Mọi người nhìn cái lá của nó nè, y như cái sừng của con nai vậy đó. Mọi người nhìn thấy là nhìn rất là ấn tượng nha. Mình đã trồng nó rất là tốt vì xê luôn. Mình bên đây có một cây nữa mọi người. Mình đang gieo ra rất là nhiều luôn. Thì mọi người nếu ai biết thông tin về cái loại cây này, nó có tên của nó và cái nguồn gốc xuất xứ nó ở đâu thì mọi người hãy cho mình một cái thông tin ở dưới phần bình luận mọi người nha. Xin chào tất cả mọi người, rất vui được chào đón mọi người đến với kênh Miền Tây Ấn Tượng của mình nha. Mình là Trung. Chúc mọi người có một buổi xem video thật là vui mọi người nhé. Thì kênh Miền Tây Ấn Tượng của mình là một cái kênh chuyên chia sẻ về những cây cảnh xung quanh chúng ta. Thì hôm nay Miền Tây Ấn Tượng sẽ chia sẻ với mọi người cách để chúng ta trồng một cái cây cảnh giống như thế này. Đã được tạo dáng rồi mọi người. Nhưng mà cây này hình như là tạo dáng nó bị lỗi rồi mọi người. Thì cái chậu mini này hôm trước Miền Tây Ấn Tượng đã chia sẻ với mọi người một cái video trước rồi. Cách để chúng ta sơn tạo ra cái bề mặt bên ngoài cho nó ấn tượng như thế này á, bằng cái loại gốm sứ đỏ thì mình đã chia sẻ với mọi người rồi. Thì hôm nay mình đang ấn tượng chia sẻ với mọi người cách để chúng ta trồng cái cây bonsai mini này. Cái cây này là cái cây cần thân mọi người. Cây cần thân thì nó cũng có ý nghĩa rất là hay. Nó cần là cần cù, thân là thân tiến mọi người. Bộ rễ của nó rất là quái dị luôn mọi người nhìn thấy nè. Nhưng mà cái cây này hình như mình thấy nó đã được tạo dáng nhưng nó bị lỗi gì đó, cho nên mình sẽ giờ mình sẽ thay chậu cho nó qua bên đây để trên bàn làm việc giống như những cái chậu gốm như thế này nè mọi người. Đó, mọi người nhìn thấy nè, cái cây này thì mình đã có cái video chia sẻ với mọi người rồi. Bây giờ thì nó lá nó đã ra xanh tốt rồi. Bây giờ thì mình tiếp tục chia sẻ cho mọi người cách để chúng ta thay vào trong cái chậu này với cái loại cây cần thân này mọi người nha. Thì sẵn ở đây mình chia sẻ với mọi người, đây là cây bông bụp Thái mọi người. Đây, mọi người thấy nè, bông rất là to luôn. Cây thì nó nhỏ nhỏ nha mọi người, nhưng mà hiện tại nó đang cho bông rất nhiều luôn. Chùm nhỏ nhỏ. Nó có rất nhiều màu sắc mọi người. Đây là màu vàng. Thì có loại màu cam nè, màu đỏ nè. Và màu hồng nữa. Nó rất là nhiều màu sắc. Cái loại bông bụp này thì mình cũng rất là thích đó. Mọi người thấy nè, cái bông nó rất là to, nhìn rất là ấn tượng mọi người thấy không? Thì trước khi mình thay chậu thì trước mắt mình cũng sẽ lấy nó ra. Mọi người biết bên dưới nó có một cây sắt mình câu xuống đây nè mọi người, từ trên đây nè. Mình câu thẳng xuống dây luôn để mà cho cái cây mình nó bám chắc hơn đó mọi người, nó không có sụp xịt đó. Giờ chúng ta sẽ lấy ra. Rất là dễ dàng mình thấy không? Dễ mọc ra đập ra rễ quá chừng luôn mọi người thấy không? Thì mình thấy cái cây này là hình như nó ghép từ hai cái cây vô trong một cái chậu mọi người. Mình sẽ bỏ ra nè, mọi người xem nè, có vẻ như cái cây này nó đã chết rồi mọi người ơi. Đó là chính cái mà Miền Tây Ấn Tượng nó chia sẻ với mọi người, cách mà mình nói đó là cái cây này nó bị lỗi là do vậy á. Mọi người xem là rễ nó khô hết trơn luôn, không có bám rễ ra được luôn. Có vẻ như cây này chết rồi. Để mình sẽ xong rồi mình sẽ cắt cây ra, mình dâm lại thôi, nó có thể sống cứu được nó không mọi người nhé. Đây thì mình sẽ dùng một cái kéo nhỏ mình tỉa những cái chỗ cái rễ này mọi người, tỉa bỏ thôi. Cái rễ nào mình thấy nó xấu quá thì mình sẽ loại bỏ hết mọi người nha. Đây, cái hồ mình đã đào thì mình lót bạc nè mọi người thấy xung quanh ở đây là đồng khô mọi người, cát không à, cho nên là không có nước. Ở đây mình đào một cái ao, mình lót bạc ở dưới, mình
bơm nước để dành sử dụng tứ những cái cây kiển xung quanh đó nhà mọi người. Mọi người nhìn theo hướng tay nè, mình chỉ cho mọi người xem đó, cái cục xanh xanh trong đó đó mọi người biết đó là cái gì không? Đó là chú ếch đó mọi người. Cái chú vô đây nè mọi người nhìn thấy nè, đó đấy đó, cái chỗ nước mình phát đó mọi người. Đó, chú vô đây chú ở, mình giống như mình nuôi chú luôn rồi đó. Đó gọi là vật nuôi tuyệt vời của mình đến đây đó mọi người. Bây giờ thì cái cần thăng của mình đó, nãy mình đã cắt rễ xong rồi, giờ mình đem xuống cái ao mình rửa nó một cái mọi người nha, để mình xem cái bộ rễ nó mình sẽ tỉa được như thế nào nữa. Đây, sau khi mình rửa sạch rồi thì cái bộ rễ của cây cần thăng của mình nè mọi người nó như thế này. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành vào bên trong mình trồng vào chậu mọi người nha. Ở đây thì mình thấy còn một số rễ cũng cần loại bỏ nè mọi người, cho nên mình sẽ loại bỏ bớt một số rễ của nó nữa. Bây giờ thì mình sẽ sử dụng lại phân cũ của cái chậu hồi nãy thôi mọi người. Cái phân cũ mình lấy ra đó, giờ mình sẽ sử dụng lại. Nhà bên dưới cái chậu này mọi người thấy là cái cây nó ló xuống thì mình cũng bẻ co lại mọi người nha. Hiện tại bây giờ mình sẽ đôn cho bộ rễ của cái cây của mình nó cao lên đồng phẳng này, cho nó ló cái phần này lên mọi người nha. Mình sẽ không cần vô đầy trên chậu này đâu mọi người, mình sẽ chừa nó một khoảng lên một chút xíu gì nè, để chúng ta gãi sổ trên đây. Đáng lẽ ra thì mình sẽ phủ rêu á mọi người, nhưng mà tại vì cái mùa này không có rêu, mùa này nắng quá, nắng đi nó khô rồi, cho nên những cái chỗ rêu á, hôm trước mình có đi kiếm rêu mà mình thấy những cái chỗ đó bây giờ nó đã rêu nó khô hết, nó chết hết rồi mọi người. Hiện tại thì bộ rễ của nó mình đã cơi cho nó cao lên một chút xíu. Mình có một số sỏi nè mọi người. Sỏi này là sỏi thi tinh. Mình rải đại lên đây đi. Số loại sỏi màu nữa mọi người. Sỏi này là sỏi nhuộm thôi. Mình rải lên đây luôn. Lớn nhỏ nhìn cho lẫn lộn với nhau, nhìn cho nó ấn tượng mọi người nha. Cây của mình đã hoàn, thì hiện tại cây của mình nó hoàn thành như thế này rồi mọi người. Chúng ta sẽ chỉnh sửa dáng lại cho nó đẹp một chút xíu mọi người nha. Thì ở đây mọi người nhìn thấy nè, mình thì không phải là một cái người uống kiển bonsai chuyên nghiệp mọi người, thì mình chỉ sửa theo cái ý thích của mình thôi. Và mọi người nếu mọi người cảm thấy có cái dáng nào đó hay hơn, cách chỉnh sửa nào đó hay hơn, thì mọi người hãy để lại phần bình luận để mình sẽ sửa cho đẹp hơn mọi người nha. Và những cái nhánh thừa mình sẽ cắt bỏ đi mọi người. Ở đây thì có một số nhánh thừa là mình không sử dụng, mình không để lại. Nhánh này thì mình để lại mọi người nha. Đây có những cái lá nó nằm lẻ loi ở đây, mình cũng cắt bỏ luôn. Đây một cái nhánh nằm cũng hơi khác thường, cũng cắt bỏ luôn mọi người. Mình sẽ nuôi lại từ từ. Có một số nhánh đó mình cần giữ lại, nhưng có một số nhánh mình cần loại bỏ đi mọi người nha. Bây giờ cái cây của mình nó tạm thời như thế này mọi người. Những chỗ này, những cái lá này mình tách bỏ luôn đi. Đấy, mọi người nhìn thấy cây của mình giờ nó tạm thời thì nó như vậy thôi mọi người nha.
uống cho nó xịt vô chút xíu. Đấy. Rồi chúng ta tiến hành vệ sinh cho nó cái nữa là xong mọi người nha. Rồi, vậy là tác phẩm của chúng ta đã hoàn thành mọi người nha. Thấy rất là tuyệt vời đúng không? Và đặc biệt mọi người mình ở đây mình luôn luôn tìm hiểu cái loài cây này nè mọi người. Mình chưa biết tên nó thì mình chỉ biết tên của nó gọi là cây ngải gắn cắn thôi mọi người. Cái cây này thì nó có công dụng trị gắn cắn mọi người. Thì mình được người bạn cũng trên YouTube tặng mình nè. Mọi người nếu mà mình thì mình đang tìm hiểu về loại cây này, mình không biết tên nó, mình chắc chắn rằng nó sẽ có một cái tên rất là đẹp. Mọi người nhìn cái lá của nó nè, y như cái sừng của con nai vậy đó. Mọi người thấy là nhìn rất là ấn tượng nha. Mình đã trồng nó rất là tốt vì C luôn. Mình bên đây có một cây nữa mọi người. Mình đang gieo ra rất là nhiều luôn. Thì mọi người nếu ai biết thông tin về loại cây này, nó có tên của nó và cái nguồn gốc xuất xứ nó ở đâu thì mọi người hãy cho mình một cái thông tin ở dưới phần bình luận mọi người nha. Video chia sẻ về những cây cảnh đại bàng mini nhỏ nhỏ giống như thế này mọi người của miền Tây ấn tượng á, đến đây cũng hết rồi. Thì mọi người nếu ai yêu thích cây trồng và hoa kẽn thì mọi người hãy vào phần mô tả, ở đó mình có hai cái đường link Lazada và Shopee của mình, ở đó mình sẽ bán tất cả các loại hoa kẽn mọi người nha. Hoặc là mọi người có thể liên hệ trực tiếp qua số Zalo của mình luôn để ở trên cái màn hình luôn nè mọi người. Nếu mọi người thấy đó là số Zalo của mình đó. Thì nếu mọi người yêu thích cây trồng thì hãy liên hệ trực tiếp với mình để mình được mình tư vấn và có được một cái giá rẻ nhất mọi người nha. Thì video của mình đến đây cũng kết thúc rồi và hẹn gặp lại mọi người ở một video mới với một loại cây trồng mới. Bye bye và hẹn gặp lại mọi người ở một video khác mọi người nha.